lớn lên tôi đi vào chùa hôm mấy tuổi á. Dạ. Vào chùa tu hôm đó tôi bà đen 25-23 tuổi gì đó. Rồi biết đó, khi tôi tu tôi được mười mấy năm, đôi mắt tự nhiên nó mù lòng không thấy gì, mà cái gì cũng mò đổ rớt hết. Thành ra thôi xin các sư các thầy hôm đó về nhà cái bắt đầu mẹ cha đồ cũng mất hết, không còn ai. Bây giờ biết sao đây, vô sinh thì Phật có dạy, thì mình làm không tuyệt được chuyện lớn thì mình làm chuyện nhỏ để vô sinh qua ngày. Đóng gậy xin là cứ mở kênh đó. Cho bà con bổn đạo ở chợ có người tu, có người ẩm tu, nó thấy cái hoàn cảnh gì mà nó giúp đỡ cho mình một buổi chợ được 5-3 đồng đây. Có bữa mình đỡ ăn cơm, có bữa mình đói thì ăn cháo. Từ thiện cho đi lãnh quà, rủ nhau đi lãnh quà xuống gặp. Gặp xong rồi ổng cỡ hoàn cảnh ông gì, cái rồi cô mới nói thôi giờ tôi cũng hoàn cảnh, tôi cũng có ai ấy. Thương chết lắm, mà nhà trên đó thì nhà cũng sập trước sập sau rồi nó dột nát á, cái giường nằm cũng không nên. Mà ông có thông cảm, có làm bạn thì ông lên mở cho tôi. Tôi thấy anh ở nhà với em cho anh ở nhà trọ, thấy khổ quá thì tội, ông đi về một ngày có mấy chục ngàn à, có tiền đâu đủ trả nhà trọ chú. Vậy chú mới đùm bọc con dẫn không về đây, vậy còn có mắm ăn mắm, có muối ăn muối. Xin chào cả nhà, hiện tại Nhân đang có mặt tại xã Ninh Thân thuộc địa phận của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Nhân được một số người quen chia sẻ về hoàn cảnh của một cụ ông mà hàng ngày thì ông phải thuê xe ôm và sau đó đến một cái ngôi chợ và ông đi xin cả nhà. Và cuộc sống của ông thì hiện tại đang sống chung với một bà cụ mà nghe nói là cũng mắt cũng không có thấy đường, cho nên là cuộc sống của ông với bà thì cực kỳ khó khăn. Cho nên hôm nay Nhân sẽ tới để tìm hiểu và cố gắng giúp đỡ ông với bà. Thì bây giờ mời cả nhà hãy cùng với Nhân tiến vào nhà để thăm ông với bà nha cả nhà. Ơi bà ơi bà, có bà cụ ở gần nhà hỏi thăm bà xíu. Bà con hỏi thăm xíu. Đã cho mát nè, con mặt nắng đấy. Dạ. Ông bà cụ sống với nhau như thế này lâu chưa bà? Cũng mới đây à, chừng 4-5 tháng nè. Mới ở với nhau hả? Mới ở với nhau là gì? Cái lãnh quà của ở người mù đó con. Người mù. Có phần quà ở người mù mà có được xã tài trợ nữa. Một tháng người được 1.400.000 vậy á. Mà rồi bà này đi lãnh quà, mới gặp ông này cũng lãnh quà. Đó, xong rồi mới tháp tầng bà này dẫn về ở. Rồi ông này cũng lên đây ở với bà đây rồi. Rồi cũng coi như có chỗ dựa vậy mà bà cũng được ông nhờ bà vậy đó. Rồi ông thì đi kiếm ăn ở dưới chợ rồi bà con ta thì giờ đây cũng thấy cũng sướng, cũng vui vẻ chứ không gì tung thiếu, nhưng mà thấy cũng cái cảnh cũng tội nghiệp. Vậy là ông với bà không phải là vợ chồng? Không. Đi lãnh quà người mù thì vô tình gặp nhau rồi cái nương tựa vô nhau luôn. Đúng rồi đó con. Chứ không phải là vậy là nương tựa tuổi già. Chứ không phải là sống chung vợ chồng họ bây giờ hay gì đó. Dạ. Cũng có con có cái hết. Dạ. Nhưng mà bây giờ hai người lớn tuổi nương tựa vô nhau để thủ thủy rồi gì đó có. Đó. Vậy thôi con cho phép con vô con thăm lên xíu ha. Con cảm ơn bà nha. Dạ. Thôi chúc bà với gia đình sức khỏe ha. Hỏi thăm bà cụ ở bên cạnh nhà. Hình như là Nhân nghe có tiếng niệm Phật. Nhân thấy là bà như đang nấu cơm hay sao á. Mình sẽ đi nhẹ nhàng để xem thử là bà làm cái gì hết nha. Thank you.
con bạc mà ổng đi giùm. Bà đang nấu bữa trưa hả? Bà nấu chú đây nè. Bà nấu cái gì đó, đang nấu cái gì? Không có gì, kho 10 trứng cút à. Kho 10 cái trứng cút hả? Dạ. Vậy là kho để ông với bà ăn ha. Trời, nấu bắp củi vậy hả? Nấu củi cho nấu bếp gà, không thêm đường. Là tay thấy tay mò ha. Tay mò vô gì nãy làm này. Trời ơi. Dạ. Đừng nói gì hả? Nói như mấy cái anh tự thiện anh vô nè, anh thăm. Trời, bà cụ lớn tuổi mà lọ mọ nấu ăn gì thế. Tự thiện không? Dạ, con chào ông. Không thấy cậu thôi. Không thấy hả? Dạ, trời ơi. Đi lên mặc áo đi. Trời. Mọi bà Năm vô nhà Năm hả? Đúng không nè? Ba. Dạ. Rồi bà nấu ăn như thế này thì bao giờ mới xong? Như đi chỗ gì ở hồi 9 giờ. Dạ. Mà sửa sạn tới giờ mới xong mà không có nấu canh gì, nấu có nhiều đó dư giờ cung. Cả nhà. Nấu vô cung. Tại vì tối không thấy đường đi á. Rồi cứ mò chậm đi chứ sợ té. Đi chợ từ lúc 9 giờ mà bây giờ 11 giờ rưỡi rồi, nấu chưa xong bữa cơm. Chưa, đó giờ đang nấu á, coi như là đi lên tới quán kia. Dạ. Đường cây lớn á, lần mò quen đi lên đó rồi mượn chị em ta mua giùm. Trời đất ơi. Chứ không thấy ngõ vô chợ. Dạ. Đó. Là bà đi bộ ha? Đi bộ, trong gậy đi, cũng có bà Năm bên này bà biết á. Có bà Năm ở bên cạnh nhà, rồi bà Năm giúp bà ha? Có, bà Năm bà cũng giúp giùm, bà đi chợ giùm. Ồ. Bà mua đồ giùm. Trời đó, ơi. Chứ vừa cái mắt mờ quá dần sao chú. Dạ. Đó, vậy á. Rồi nấu như vậy là khi nào ông với bà mới được ăn trưa? Thì nấu xong lên nghỉ lát mệt mình thấu á, hồi 12 giờ ăn cũng có, 1 giờ cũng có. Thế khỏe là nào ăn rồi đấy à. Ủa, ăn cơm là khi nào khỏe mới ăn hả? Vậy là khi nào mệt thì mình không ăn? Không ăn, ăn không nổi, nắng á. Do khi mà mình nấu ăn mình nấu mệt quá. Nấu mà từ 9 giờ sáng tới bây giờ. Bà đi chơi giờ, dạ. 9 giờ, giờ 9 giờ. Có làm sao nói gì chứ không có dám nói láo. Dạ, trời ơi. Vậy thôi thì cho phép con lên nhà con thăm ông bà chút ngang. Dạ. Chia sẻ với cả nhà, đây là cái không gian sống của ông với bà. Thì căn nhà nó sẽ có thiết kế rằng là giống như kiểu là chắp nối á. Đây là cái căn nhà mà Nhân nghĩ rằng là chắc xây cũng khá là lâu rồi. Và cái vách thì nó cũng đã nứt hết rồi. Thì đây là cái nơi thờ phượng của ông này. Ông thấy ông thờ, vừa thờ Phật rồi vừa thờ Quan Thánh rồi. Nói chung là ông thờ rất là nhiều. Đây là cái căn nhà phía trên thì chắc có lẽ là căn nhà này xây cũng khá là lâu rồi. Ở đây giống như kiểu là chấp nối lại á, một cái ví dụ như là cái căn nhà này xây trước và sau đó thì sau này á là thấy nó
nó nghiêng đổ thì sau đó là mới xây xây chắp phía dưới này nè, chỗ này nè. Đây. Đây ông với bà nè, thì ui cái này như là bằng đất này. Đất không à? Đất. Cái đất à. Không à? Đất không à? Lúc nãy thì mình cũng đã ngờ ngợ rồi, nhưng nghĩ là cái nhà này là bằng đất. Đất. Đất nó sạch. Đất khi đó mình trộn cùng với lại rơm nè. Rồi sau đó là mình làm cái tường lên thì bây giờ cái gạch nó bá vô như thế kia thì nhân nghĩ là chắc nó cũng không có dính được mấy đâu. Nó cũng rất là chông chênh. Không có xi măng. Phải, phải phá cái đất ra rồi mới để gạch vô mới có xi măng cát rồi cái nọ. Ông với bà trữ củi để sử dụng. Vì ở trên nó làm bằng đất á, cho nên nó là sau một khoảng thời gian dài thì nó bị nứt rồi cả nhà. Xem lại này. Khi mà chúng ta nhìn từ xa cứ tưởng là căn nhà được làm bằng xi măng không à, tại vì thấy có nước sơn á. Nhưng mà hóa ra thì căn nhà được làm bằng đất cả nhà. Đi tham quan căn nhà xíu. Lâu xây lâu lắm rồi, cây nó mục rồi ha. Wow. À, sau khi á, mà được một số người quen ở dưới chợ Ninh Hòa à, thì có chia sẻ với con nói rằng á, là có một cụ ông mà ông ấy không thấy đường. Hằng ngày ông xuống chợ, ông đi như vậy. Cho nên là con mới tìm hiểu rồi có anh xe thù anh dắt lên đây à. Thì cho con trò chuyện cùng với ông với bà một xíu nha à. Ông năm nay ông được bao nhiêu tuổi rồi? 76 tuổi rồi. 76 ha à. À, vậy thì cái cặp mắt của ông bây giờ là có còn thấy gì nữa không? Không, hoàn toàn là nó hư hết, con người à, nhắm hết. Dạ. Vậy thì cái mắt của ông bị như thế này là bẩm sinh hay là sau này bị ông? Sau này bị, hồi tôi thấy nhỏ tôi đi vào chùa, tôi tu không thời gian 10 năm ở chùa Bà Đen á. Rồi bắt đầu tới khuyên mà tôi mù con mắt rồi, tôi mới làm gì cũng không được ở nhà chùa nữa, tôi xin về, tôi đi xin cái măng qua ngày. Đó. Chứ còn không phải mù bẩm sinh, tự do nơi mà hồi nhỏ bày ghè bà chơi với nhỏ ớt á, đâu mất hộp á. Dạ. Bà em bà không biết, người ta bày bà nhỏ ớt cái nó mù sao rồi, nó mù luôn hồi cái thời, cái năm mà 49 cái năm đó coi như là không có thuốc men gì điều trị hết á. Đau mắt á thì cứ nhỏ làm bậy không. Đó, thành ra bà không biết, bà nhỏ rồi bắt đầu tôi đi lớn lên, tôi đi vào chùa hôm mấy tuổi á. Dạ. À, vào chùa tu hôm đó tôi Bà Đen 25, 23 tuổi gì đó. Rồi biết là khi tôi được mười mấy năm, đôi mắt tự nhiên nó mù lòng, không thấy gì mà cái gì cũng mò đổ rớt hết. Thành ra thôi xin các sư các thầy hôm đó về nhà cái bắt đầu mẹ cha rồi cũng mất hết, không còn ai. Bây giờ biết sao đây, vô sinh thì Phật có dạy, lúc thì mình làm không tuyệt được chuyện lớn thì mình làm chuyện nhỏ để vô sinh qua ngày, đóng gậy xin là cứ mở kênh đó. Cho bà con bổn đạo ở chợ có người tu, có người ẩm tu, nó thấy hoàn cảnh gì mà nó giúp đỡ cho mình một buổi chợ được lâm ba đồng đây gì à. Có bữa mình đỡ ăn cơm, có bữa mình đói thì ăn cháo. Cứ ba ngày thôi, bây giờ nó 76 tuổi đó thì cứ vất vả gì thôi. Cái cuộc sống mình không biết nghĩ làm sao nữa. Ông có chia sẻ rằng là trước kia là khi mà bị một cái căn bệnh nhẹ nhẹ về mắt thì sau đó là gia đình là lấy cái nước ớt nhỏ vô ớt ớt không rồi lọt ra nhỏ, nguy hiểm quá ha. Khi đó nó nóng phầu nhỏ vô, nó nóng không có biết cái gì trời chăng á, mà họ mình mười mấy tuổi mình đau mắt rồi, mẹ nhỏ gì, ai bày nhỏ gì đó, thì ba nhỏ nấy mình nó được qua khỏi cũng mừng thôi, đỡ cho ba nhỏ thài còn. Khi nó bắt đầu mờ lần, chứ nó không có đuôi lần, nó mờ nhất là khi mình đi vào chùa tu, từ đó mình đổi giờ lớn tuổi đó, thì nó hư luôn. À, lúc kia là vẫn còn mờ. À, lúc mà ban nhỏ ớt á mình còn mờ, vậy cho nên mình mới biết ngõ biết đường, mình đi học Phật, đi vào chùa Bà Đen á.
Dạ. Ừ. Có nghĩa rằng là ở núi Bà Đen có một ngôi chùa. Được, chùa lớn lắm ạ. Đó. Rồi vì sao mà lúc đó ông lại đi xuất gia làm gì? Có người thầy dẫn dắt. Ông đi bán thuốc ở ngoài chợ họ tôi vô Nha Trang, ông đi ông đợi thuốc cái ni đó. Dạ. Ông đợi đầu ông đi ra ông bán thuốc, ông nói thuốc đây là thuốc tây ninh. Bắt đầu ông thấy gương mặt tôi, nói cậu mày nó thấy hiền, nó cái tâm thì thấy nó ngôn ngữ nó có chắc hiểu thấu gì bên chân lý á. Thôi mày làm con tao ơi, nó dễ, nếu con mà nhận được các người lớn hơn con làm con thì cũng được. Ông nói giờ con muốn tu không? Con nói dễ muốn chứ. Thôi giờ thầy ở chùa Bà Đen, thầy ra đây bán thuốc. Nhưng mà thấy con gương mặt nó thấy cũng hiền, có thông minh. Ông mới dắt đi theo ông vô. Mình kêu ông bằng cha ở ngoài, mình kêu bằng cha vô đó, mình kêu cái thầy không ấy đâu ấy con. Vậy lúc đó là ông ở trong chùa bao nhiêu năm? Mười năm á. Rồi bắt đầu mình không thấy nữa, mình cứ mò thắp nhang, cắm đầm bậy đầm bẹ, trộm kinh rồi mình hồi mình còn thấy nhỏ, mình trộm nó đúng. Còn mình không thấy, mình trộm có chữ nó sai, có chữ đúng, mấy người Phật tử nó sầm xì, thơ ghét mình cũng hơi là gái ra cái rồi. Đó, mấy bẻ làm gì làm. Vậy là khi mà mắt của mình mờ dần thì mình không thấy chữ để đọc đúng nữa. Không đọc thì đúng có người ta sầm trì lời qua tiếng lại. Lời qua tiếng lại mình buồn á. Thôi mình nhượng lại để mình về đời. Nếu về đời mà mình càng tu tâm được thì tốt, còn hơn là tới chùa. Mình biết đạo lý của con người, của Phật Pháp rồi thì còn sáng hơn là mình tới chùa. Nó cũng có nhiều tiếng hoang mang nhưng phải tới chùa mà mình được tốt gì đó, tới về đời là đi xin. Tùy người ông ha, có nghĩa là tùy người. Tùy người. Vậy thì cái việc mà ông đi xin như thế này là trong bao nhiêu năm rồi? Bốn, hà mười mấy năm này á. Hồi như từ mình khúc đi ra chùa, khỏi chùa đó, bắt đầu cầm cây xin nhất. Cái ai đâu có nữa đâu, mẹ cũng còn, cha cũng có, nhờ cái làm bạn với ở cái cô này là lấy làm người coi như qua lại tiếng lời, cũng như giúp đó, bên bà giúp mình vui vẻ an ủi với nhau chuyện buồn, mình an ủi bà chuyện buồn, nhưng mà bây giờ thấy cũng đứa nào cũng mù quá khổ. Đó thì mình nhờ coi như có ai mà giúp đỡ. Thì họ bé thì bé có cái nhà riêng ở ngoài kia à, mà bão cái năm 17 á sập hết. Sập ngã đổ mấy cái đồ, đây là nhà của mẹ chồng ba hồi lúc trước á. Nhà mẹ chồng ba lúc trước mới vô ở đậu luôn này được cúng kính ngang đèn này kia nọ, không để bà lạnh nhạt rồi ngạch là sống cũng như chết, rồi chết thì sống, cũng lúc này cũng có cái tâm do nhà riêng của mẹ chồng bà cho bà cái nền nhà ở ngoài kia mà chỗ mà là ấy sâu á. Có cái nền nhà mà sập rồi bà mới vô đây. Ở đậu rồi bảo nó sập rồi tôi mấy chị em mà rồi chúng là cái cô vô chỗ cô cho mấy miếng tôn là lột đây mà để ở cái khúc này nè chú ạ. Để ở khúc đây để mình chạy lên gì xuống mà vô nhăn khói. Dù như ở đây nó dột gì mà dữ dằn nghe ông trời nắng giọng nói cho trời mưa cũng như vậy không nghe chú. Nó khổ như lên đỡ gì á. Mà lúc trước là bà ở ngay chỗ cái nền kia. Hồi lúc đầu tiên mà ở đó, ở cái nhà đó. Nhưng mà nó sập rồi hả bà ha? Sập men xí ông đặng tôi giờ xong rồi chú. Ồ nguy hiểm quá ha. Đó, rồi, cô, rồi cái cô như quà cô thấy vậy tội quá sập rồi không biết ở đâu. Rồi cổ mới lên cô cho cái tô như nè. Một tô nó cho ở xong hơn 7 lần nữa nè. Mà nóng gì mà như cái lò gì á con. Dạ nóng ha. Nó nóng gì mà bệnh đi, không có cái không khí gì vô mà cho nó mát mẻ thôi. Dạ. Có gì nó bệnh chết luôn. Không. Ông kể cho con nghe là ông với bà gặp nhau trong cái hoàn cảnh nào, ông kể con nghe nha ông. Tôi gặp bé trong cái hoàn cảnh vì ba mù, mình cũng mù để an ủi đứa này đứa kia, an ủi đứa nọ ấy, cho nó vui cuộc sống của mình. Sau khi mà mình mà trời Phật có dắt đi thì mình cũng về bên chỗ nào đó đưa thoát khỏi trần gian cũng được. Tới bây giờ mình gặp bé vì ba mù
mình cũng mù. Bác thì không có đi làm, đi xin, tôi được đi xin, rồi đi chơi á, rồi bạn bè đi xe thồ á, nó rủ thôi, rồi chở ông chơi cách liền, chơi đi xe quăng quăng lên này. Mình cũng nói giỡn, nói đùa cái đồ lên, mà thấy hoàn cảnh của mình mù á. Ừ. Bà cũng mù mà mình thì không có cái chỗ ở á. Ừ. Bà nói thôi ông, ở đây với tôi. Ông thì không thấy tôi, cũng không thấy tôi nhóm lửa của tôi nấu được thì ông ăn cái nấy. Thì ông đi xin thì có thì ăn cơm ít hộp, mà không có thì nấu cá ăn cũng được. Đó, giúp đỡ nhau. Vậy là trước khi mà ông lên đây ở chung với bà thì ông ở chỗ nào? Qua đây nè, hồi trưa lên ở bé thì ở nhà trọ. À. Nhà trọ với bà. Thuê trọ ở không? Nhà trọ, ở nhà trọ, mà bé thì ở đây. Dạ. À. Rồi mỗi ngày ông đi xin như vậy thì có đủ tiền trả tiền trọ hồi xưa không? Không, một tháng thì nó cho mình trả nhà trọ nó 150 vậy, nó thấy mình mù á. Ừ. Nó không có lấy như mấy cái giá của người thấy đường. Dạ. À. Mình ở một tháng đưa ra 150, rồi sau mà mình làm bạn với bé được rồi mình về đây ở là không có ở nhà trọ nữa. Dạ. Về đây ở với bé là 2 năm nay. Ừ. Ở Rồi Giang cũng 2 năm rồi. Thì thấy bé cũng mù, mình cũng mù. Bé đi bé cũng mò, mình cũng mò. Yeah. Mình ai nấy mò. Hoàn cảnh đó chứ mình không thấy, mình làm bạn với người thấy đường sao có. Hồi xưa là ông có lấy vợ chưa? Có một đời vợ mà lâu rồi. Yeah. Vợ chết rồi. Vợ chết rồi lâu. Mà cũng y gán vậy á. Đó bạn á. Gá nghĩa vô. À, cô gá nghĩa vô. Dạ. Thì bà đó thì bàn cảnh bà cũng mù. Gặp bà người mù, mù không à. Số ông mù ông gặp. À, chứ tôi gặp người mù. Dạ. Bà có nhà, mình không có nhà đó. Ừ. Thì bà có cái lòng bác ái, rồi bi bà cũng chứa cho được 5-10 năm. Rồi bà chết đi. Bà bị đau ung thư, tôi cũng gán, tôi xin tiền ở chợ để dành dụm cổng. Bà đi thấu Sài Gòn luôn. Dạ. Mà điều trị cũng hết. Giờ bà nằm ở nhà ba chết, gặp bà này nó chắc cuối đời luôn á. Dạ. Mà chỗ bà không có, ở đậu ở đây mưa nắng dột thì bà mạnh, bà sợ bệnh tôi té, rồi té hoài mùa mưa. Ôi vậy mỗi ngày là người ta sẽ đến đây người ta chở ông đi xin hả? À. Dạ. Coi như mình muốn đi thì mình gọi nó. Dạ. Có điện thoại á. Ừ. Mình gọi nó đó, mà mình bữa nào mình mỏi mệt quá. Ừ. Mình đi không nổi nữa thì mình không gọi. Chú có ngồi trên giường không vậy? Dạ ngồi có con đang ngồi trên giường á. À. Vậy là hôm nay là ông mỏi mệt cho nên ở nhà ha. À, mỏi mệt nên ở nhà. Dạ. Khổ cậu. Mỗi ngày thì mình đi xin như vậy á là có được nhiều không? Đi con buổi sáng 30-40 cũng phải mà. Yeah. Có hồi 50 cũng có, mà gặp mấy người là có tâm tự bi á. Ừ. Là cho 50, rồi mình xin kiếm là 50-30 nữa đủ tiền xe. Ừ. Đưa lại tiền mình về ăn thuốc cơm đồ này đó cũng được, mà ít khi có gặp lắm. Lâu lâu vậy à. Hồi trước á, lúc mà ông ở trọ thì ông ở với ai? Ở mướn nhà ở con mình à. Oh. Cũng ở một mình. Rồi khi mà ông bị mù như thế này rồi, cái việc mà sinh hoạt một mình nó có khó khăn không? Cũng khó chứ, mà xài bếp ga. Trời. Đó, bếp ga tôi còn đem về tôi để cái bàn nhà trên á. Bàn bếp ga, tôi bên nấu ga rồi tôi rành. Mà nấu củi tôi thua, bé nấu củi được. Tôi không nấu củi được, nấu nước rồi uống á. Dạ. Nấu ga rồi không à. Dạ. Còn nấu cơm rồi á, găm điện á. Dạ. Nguy hiểm quá hả? Ờ, không có thấy đường mà. Không có điều mà. Dùng điện là nguy hiểm quá. Nhưng mà ông trời ông phù hộ mình có được cái trí. Dạ. Trí thông minh của mình cảm giác được cái chỗ nào mà mình rồi ở trên nó vậy nè. Trời ơi. Nó có một hàng cái bè lỗ á. Trời. Mình lờ nó nằm ngang vậy, mình chấm vô lời này mình kéo xuống vậy nè. Dạ. Đè vô kéo xuống, sập vô hai cái quyền thì mình rồi được đó. À, mà nó không sụp nó còn mình đẩy vô nó còn cắn á. Dạ. Thì mình nói thôi không trúng phải đẩy lại đó, còn ga mình bỏ bình ga mini á. Ừ. Bỏ vô cái đệ cần xuống bật cái nút lên nó cháy đó, thấy hai cái đó mình cũng rành, mà
khổ ở cái khổ mà mình không có ăn là nó khổ rồi, chứ còn có ăn thì cái chuyện đó mình không sợ, mà lửa củi thì mình ngán trồng không được. Ba, dạ. Năm nay bà bao nhiêu tuổi rồi? Tuổi cha mẹ sanh là 70 mấy tuổi, mà tuổi trong giấy nay 71 rồi. Dạ, là trong giấy tờ là 71 tuổi rồi ha. Dạ. Dạ, bây giờ hiện tại là thị lực của bà là như thế nào? Nó cứ là huyết áp á, nó lên biết à. Để làm nhẹ nhẹ, nó giờ ra nắng vậy nè chú ạ. Dạ. Để nó xây sẵn mặt mày, bữa tối kia té đây nè. Ồ. Rồi cũng ráng đi để mà lo chút rỉnh mua này nọ lên gỡ chị em nó mua giùm. Dạ. Cho thiệt ra không thấy cho chú. Ừ. Về nấu cho ông có không gì ông ăn nè. Ừ. Ông đi nắng về ông già làm sao ông nấu được. Dạ. Đó, vậy cho nên là cô cũng ráng cố gắng ha cháu. Dạ. Vậy á. Vậy là cũng lọ mọ ráng nấu bữa cơm ha. Nấu chưa dường sao chứ không nấu ai. Chưa lên đỡ mà này tay em thấy ngõ bốc lửa ha. Ồ. Dù còn nó phòng á, mẹ em thấy chú thấy không? Không thấy đường cho nên nấu ăn bị phỏng lửa luôn ha. Ờ, đó không thấy ngõ, con thấy ráng mò nấu ăn. Ừ. Rồi đi á, hồi cô bác á, có người ta thương á. Ừ. Thì người ta nói bà tội nghiệp quá, bà ráng mò đi. Còn những cô bác người ta nói mình thì giả đò, cho thiệt ra không có giả đò chú à. Dạ. Chú vô chú đứng mũi là tôi đâu thấy. Ừ. Giờ hiện tại tôi nhìn không biết chú mặc cái áo màu gì nữa. Dạ. Nói bằng thật lòng á, thấy cái bóng không à. Hả? Đó, như bà Năm ở bên đây nè, mà bà đi bà gặp giữa đường bà nói con cháu mẹ chỗ không? Thì nghe tiếng bà, cái tiếng nó quen á. Ừ. Nói dạ con đi chỗ bà Năm à. Còn nếu bà không lên tiếng bà ngồi ra con không thấy ông á. Dạ. Đó vậy đó chú. Trời. Hồi nãy con thấy là bà đang nấu bữa cơm lỡ dở, hay thôi bà tranh thủ bà nấu ăn đi rồi xíu ông với bà có ăn chứ không thôi là không có kho có mấy trung quốc không à, không có gì nấu gì nữa chú à. Xong hết rồi chú ở nhà trên nè cắm điện á, trên á ông này ông cắm điện chứ còn cắm điện nấu nhà trên á, cô không có cắm điện được không thấy đường. À, vậy có nghĩa là ông hồi xưa giờ ông ở trọ là ông cắm điện quen rồi. Quen hỏi đó mình dùng cái gì cũng một mình á, nước non mình cái chè rồi mình uống rồi thì mình bật ga, có biết mini nhỏ bật ga nó cũng quen. Vậy là ở đây á, là bà là nhiệm vụ là sẽ đi nhờ ai đó đi chợ rồi. Sau đó bà sẽ nấu cơm nấu bữa ăn. Bữa ăn. Còn ông là việc của ông là sẽ nấu cơm. Ông với bà là phân chia công việc ra ha. Phân chia công việc chị. Rồi mắt bà yếu như thế này rồi cái việc mà giặt vũ sao bà? Cũng mò giặt chèo. Đồ. Ờ. Chuông tiệm cao té miết ở chỗ. Trời ơi. Té miết. Tiệm cao cứ bê trọt miết này. Là bà xách nước giếng hả? Xách nước giếng. Trời. Cho nhà không có nước máy, không. Cũng kẹt không có. Ý là ở quanh đây người ta có dùng nước máy không ạ? À? Có mà cũng không chè, có. Chè mà. Có mà bà không cho đâu. Tiền ở xa lắm. Dùng dây bơm lên nhờ. À, có nghĩa rằng là cái chi phí mà lắp lắp nước vô đây á là nó hơi cao. À, thôi đường đi ở xa chú ạ. À. Đường xa cho nên là cái đường ống đi dài tốn tiền. Dài tốn tiền lắm. Ừ. Bác không có 700 triệu, 10 triệu tiền đâu bác. Dạ, à vậy ha. À, cho nên cô mới bà mới xách nước qua quỷ giếng xài. Trời ơi, rồi mua nước bình này để dành để nấu ăn. Đó, nước bình này để nấu ăn hả? À. Dạ, tới 4 bình ha. 4 bình á. Dạ. Hồi đó là ông ở trong chùa thì là tu pháp môn gì không? Pháp môn Bình Phật Sơn Thần Quyền. Ủa. Vậy là bùa hả? Bùa. À, vậy đâu phải là nhà sư phải không? Mình là cái người học bùa hả? Không có, cũng là ở nhà ở với sư đó, trong đó đạo nhiều lắm. Những miên nhiều hơn. Nó dạy mình bị ông đó là thầy miên. Ừ. Tôi còn sâu chuỗi mà, tôi còn chuỗi của ở chùa tặng mấy bữa tôi xin là tôi đeo không biết à. Mà tôi ở nhà không có đeo. Ông vì sao mà ông ở trong chùa mà ông lại học bùa? Một thầy cũng vậy, mình học con ấy chứ bây giờ sẹo. Vậy là hồi đó là mình đâu có cạo đầu phải không? Có cạo chứ. À, có cạo đầu. Ừ. Cạo nhưng mà mình học ông dạy theo mình học con ấy, ông đỡ là cho mình bên nằm bên cái Thất Sơn Thần Quyền. Đỡ cái đó. Ông có lớp y lớp y rồi mà. Vậy hồi xưa pháp danh của ông là gì? Nguyễn Tri Phương. À, Nguyễn gì ạ? Nguyễn Tri Phương. Nguyễn Tri Phương là tên của ông? Ừ. Pháp danh á. Ủa? Còn tên hoài của tôi là tên Nguyễn Thưởng. Nguyễn Thưởng, pháp danh là Nguyễn Tri Phương. Pháp danh là Nguyễn Tri Phương. À. Có pháp danh chứ.
Vậy là Nhân nghĩ rằng là chắc là cái chỗ đó là cái cốc tu mà liên quan tới bên Thất Sơn Bùa. Thất Sơn Bùa, chùa Bà Đen á. Bùa chứ không phải là không phải là liên quan tới con đường Phật pháp, là học về Thất Sơn Thần Quyền. Hồi đó là ông học đã thành tựu chưa? Dạ, cũng tới 10 năm đó. Học thành tựu rồi đó 10 năm rồi mình bị mắc mù, mình mới xin phép mình đi ra. Ông học Phật mà ông có kinh Phật nữa. Chú à, ông lớp y là lên chút sa di rồi á. Kinh Phật nữa. Nhân thấy hơi rối rối. Em bởi dù vậy á. Ông học bên Thần Quyền là mình dùng võ bùa không? Võ bùa á. À, võ bùa. Vậy là trước khi mà mình dùng bùa, dùng cái đó là mình phải đọc câu chú xong rồi vô là... chú không mà nó nhập vô. Ai nhập không? Thần. Thần nhập à? Thần nhập. Vậy thì khi mà nhập như vậy á, thì mình sẽ có cái tác dụng gì không? Tác dụng mình đánh lộn ta hay là đánh mình á, là hiếp mình á, không biết đâu. Thế à? À, có nghĩa là ví dụ như khi mà người ta tác động vô mình là mình không thấy đâu? Không có đâu. À. Nhưng mà khi mà mình tác động lại là khi mà hết người ta tác động vô mình đó là khi đó nó mệt. À. Mệt tháng mồ hôi luôn. Thế hả? Dạ dạ. Và thì cho tới bây giờ thì ông có còn nhớ những cái bí kíp đó không? Còn nhớ lại rai. Nhớ lại rai hả? Nhớ lại rai. À. Vậy thì từ lúc mà rời cái chỗ đó thì ông có còn sử dụng bùa đó không? Không. Còn mà là trong tâm còn nhớ. Trong tâm còn nhớ. Tâm còn nhớ. À. Nhưng mà khi mà bây giờ ông đã quá lớn tuổi như thế này, quá mà ông bỏ cũng lâu rồi. Thì khi mà ví dụ như ông đọc những cái câu thần chú đó lên đó thì người ta còn về không? Còn về đó mà mệt chưa? Mệt hả? Về rồi nè. Khi mà mình không có đủ sức khỏe là người không ta về. Không đủ sức khỏe, tại vì xong cái mình trụ không được. Cho nên là bây giờ mình bỏ luôn không? Bỏ luôn. À. Vậy thì cái việc mà cái công dụng mà mình học cái đó là chỉ là để mình hộ thân vậy thôi. Hộ thân thôi, hộ thân những cái khi mà bắt đắc kỹ sự hiểm này kia nọ, những gì nó phá mình á. Nó độc xúc nó phá mình này kia nọ mình trừ. Cho nó khỏi phá. À, vậy là mình nhận hiểu rồi, ông là đi học bên bùa. À, có nghĩa là thầy của ông á là người Miên mà cũng học bùa xong rồi dạy lại cho ông. Hồi đó là mình học Thất Sơn đó là mình học ngoài lề thôi, còn cái chính là mình đọc kinh hả? Đến là mình đọc kinh. À hiểu rồi. Vậy là ông tu trong một ngôi chùa, chính là mình tụng kinh niệm Phật. Đúng kinh, còn cái bùa chú pháp này là mình học thêm để mà mình phòng thân. Phòng thân. Mà mình đi tu rồi thì mình vì sao mà mình lại học bùa chú để mà mình phòng thân không? Ở trên thầy ông nói thì mình phải hậu thân bằng cái môn phái này để mà gặp khi bị hiểm cái những cái kẻ mà xấu xe nó phá, mình trừ nó để nó khỏi phá mình. Mà xấu xe là các kẻ mà ba cái dâm á. À. Ba cái dâm rồi ở ngoài đường á, người ta chở tôi đi mà người ta bị trong xe té chết mà tôi bị thương ở đây mà. Ồ, cái chân xẻ chân à. Trời, cái chân mà không chết. Mà tôi xỉu cái tôi thấy suốt chân nó lại nó quấn độn luôn. Ở dưới ma quỷ nó mang còng mang dây xích quấn trở lại. Cái ông mang cái sổ phong phần, ông nói không, cái ông này chưa tới số. Thôi đừng có ấy, ông bắt ông. Cái ông đây này đã bắt cái ông đó, ông xe thồ đó. Chết từ bắt chết từ té trong gãy ba sườn à. Gãy ba sườn chết tại chỗ luôn. Vậy là cái lúc mà bị gặp nạn đó thì nạn là đó. Nhiều vong họ túa tới đánh ông hả? Nhiều vong họ túa tới đánh với mình, bắt mình. Nhưng mà mình chưa có cái đó quất trở lại. Quất trở lại nó xong mình tự nhiên mình chỉnh lại. Đó, cái mình ngồi lên. Cái mấy người mà xanh quanh đó nó lại nó vậy sao ông này cũng thấy ông cũng xỉu rồi mà ông còn tỉnh rượu với ông ngồi ra đến bơ mà chân chảy máu. Mời công an rồi nọ tới để lấy tử thi của cái ông chết đó ở ngoài đường á. Đó đợt, cái thằng cũ xe nó bồi thường. Mà cái công an hỏi anh bị thương cái gì, anh có muốn chủ xe đó bồi thường tai nạn cho anh không? Nó không đó, vì cái hoàn cảnh của cái xe thồ chở tôi đi, vì xe thồ lỡ cái bụi xui nó mất, còn tôi còn sống là phước đức của tôi rồi. Chú biết không, cái ngày mà sáng 31 giờ mùng 1 đó, bị bữa 30 đó
mà bị vậy đó. Cái công an hỏi tại sao đổ máu gì mà không bồi thường, nó không, miễn cho cái mạng tôi sống được rồi, không biết nhà người ta gia đình khổ hay sướng, nhưng mà bồi thường một mạng là đủ, không biết có khổ hay không, hết nhà thế nào mà thêm một mạng tôi nữa thì khổ tội cho người ta. Không, thà là tôi chịu, có gì tôi chịu. Nó mấy con em nó trò vô, chưa ai từng thấy. Nó chưa ai từng thấy mà cái tâm như thế đó. Bị thương kẻ máu mà lại mấy hai chục mũi á. Mấy hai chục mũi ở trong ha. Mấy hai chừng á. Chú mà biết một số tháng không có lành. Ủa ông, mình vô chùa mình tu rồi sao mà mình còn lại sợ ma nữa không? Nhiều theo đường cái nhủ dòng vốn lắm chú à. Mà mình tu về Phật pháp rồi mà sao mình còn sợ nữa? Nó còn phá. Phá nữa hả? Cái đó nó cũng vẫn phá. Nó nhiều cái người mà nó cái dòng nó cao hơn á. À, là do cái nghiệp mình nhiều quá. À, cái nghiệp mình nặng quá, chưa hết được cái nghiệp á. À, đi tu mà vẫn chưa hết nghiệp luôn. Chưa hết nghiệp luôn. Đâu phải tu mà hết nghiệp đâu. Dạ. À, ông nói là bây giờ đi tu nhưng mà sợ ma vong phá cho nên là phải học bùa để phòng thân. Phòng thân hay chứ. Dạ. Còn tụt ra nhiều cái vong ác á. Vậy là hồi xưa ông học bùa Thất Sơn Thần Quyền, ông có xăm cái ký hiệu cho người không? Để biểu tượng không? Không. Không có xăm mấy đó. Hồi xưa con thấy người ta hay xăm lắm mà. Xăm mấy đó dạ giới, xè trong tâm mình. Cái đó là xăm ở bìa đó, là để xăm nộ người đời. Để là thấy người đời thấy vậy là cầm Phật ra trong tâm muốn hại ra. Tụi mình không xăm những gì nó mới hay. Thì cái lời nói của mình á, là cái tâm của mình có ác hay không, nhưng hay mình cũng chơi ác mà ác cái kẻ mà cái dông mà nó phá phấy này kia nọ, chứ còn mình không có ác cái chúng sinh ở đời. Vậy bây giờ mấy chục năm qua cái mắt ông nó bây giờ nó không thấy đường như thế này á, rồi vấn đề tâm linh ông có thấy nữa không hay là hết rồi? Vấn đề tâm linh thì tôi còn thấy trong cái sự đi đứng. Tôi nhờ cái tâm linh của tôi nó sáng sủa mà tôi mới đi được, nếu như mà nó mù thì đi té chết. Đi chợ mà cái đường nào tôi đi cũng được hết, xe không à mà đi cũng trên bờ. Mấy đàn ông mấy xe đổ đó, trời ơi anh đi vô là mình nhiều hồi mình cũng đi hơi xe đời một chút, bởi vì nó buôn bán nó ngồi sát mặt lời đường á. Mình phải đi sơ mình đi đúng sát lời sợ mang gấp. Dạ. Đó, mình phải đi xe, mấy thằng xe thổ la đó, đi sơ vô anh cờ la mang la rút mà la không ấy gì đâu, thì mình đi sơ một chút. Vậy mà đi quanh năm suốt tháng an toàn chứ không có xe hết. Vậy là hiện tại là ông với bà còn đang nấu củi ha? Đó, bà nấu củi. Nấu củi chú à. Con thấy củi ở đâu mà chắc nhiều gì không? Mua chú à. Mua là người ta chở tới hả bà? Mua là chở tới. Bữa ông té thiềm đi muốn chết, ông té hai lần á. Trời ơi, té còn đầy nữa. Thì mà ông nói gì cho ông đi, ông đâu thấy gì đâu mà. Còn đầy là hai chân. Té trời cái chân, trời chân tôi mua thuốc gì cho. Mà nếu mà mình không qua kẻ phước mặt đỡ mình thì mình gặp cái ngực đầy xuống chết rồi chứ. Thấy ngõ té. Cũng rồi đó. Hai là hai ba lần té á. Rồi bữa té vô trong một lần nữa là ba lần á. Mà nhờ có kẻ phước mặt quăng linh của mình trong người kè chở cho mình. Ủa trong người không có vong hả? Có cái tâm, cái tâm á. À cái tâm. Cái tâm họ hồn, kẻ người ta theo mình, ta giúp đỡ mình á. Về bên nạn trai nữa, cũng chở che cho mình. Vậy là có rất là nhiều những cái câu pháp ha, câu bùa ha. Câu bùa. Mỗi lần ví dụ như là mình dùng một cái trường hợp nào mình sẽ đọc cái câu đó. Mình đi mà mình thấy trở ngại gì trong cái đương tâm mình á. Thấy cái gì nó hơi sợ đồ gì. Dạ. Biết lắm mình nó sợ rồi. Ông sử dụng những cái câu đó để trấn an mình. Để sử dụng câu đó trấn an luôn cái thân thể mình. Cái Thất Sơn đó là khi mà mình học đó là ông đã học trong vòng suốt mấy năm thì thành công? Cầu được 3 năm. 3 năm. Vậy thì 3 năm và mình học Phật là thêm 9 năm nữa là thành cả 10 năm học ở giờ Phật ạ. 9 cộng với 3 là 12. 12 là 10 năm. 10 năm. Tức là ông vào thứ đó là 3 năm à. Vì khi mà ông học xong cái Thất Sơn đó ông có truyền lại cho ai không? Không có truyền ai hết. Vì sao mà hồi đó mình không truyền lại?
bây giờ mình phải giữ trong thân mình, đồ hộ thân mình chứ mình truyền cho ai chi cậu. Bây giờ con mình trong nhà nó có sở nó lớn lên rồi, nó mình nói nó không nghe, có sở nó coi trời nó bóp họng mình mà chúng mình mù nữa. Cái đó đâu có dám truyền cho ai đâu. Mình học mình biết thôi. Mình học mình biết thôi để mình hộ thân mình thôi. Hồi xưa ông ở trong chùa là ông thường tụng những cái kinh gì? Kinh Bát Nhã. Bát Nhã, dạ. Kinh Thần Chú Đại Bi. Chú Đại Bi. Rồi kinh Quan Thế Âm Bồ Tát. Dạ. Rồi kinh bên mà gì? Địa Tạng Bồ Tát. Kinh Địa Tạng. Kinh Địa Tạng Bồ Tát. Cũng nhiều đó, mà bây giờ mình bỏ về đời mình đi xin này kia nọ, mình tối về mình mở kinh thôi, để ôn trong cái đầu óc mình thôi. Chứ còn bây giờ bên kinh cỡ mình cũng có cái nhớ cái quên. Vậy thì bây giờ Thất Sơn Thần Quyền ông có nhớ cái câu chú nào không? nhớ câu bỏ cái câu nào mà ông nhớ nhất? Giờ bỏ cái câu đó rồi, bỏ hết rồi, bây giờ mình đi lo mình nghe kinh Phật không à. Có nghĩa là thôi bây giờ mình quên luôn ha. Chào quên luôn. Chào quên luôn. Nghe kinh Phật. Chứ bây giờ tập trung là nghe kinh Phật thôi. Tập trung là nghe kinh Phật thôi. Dạ. Chứ bên đó mình già đời rồi không làm gì. Cũng không ai hại mình ha. Cũng ai hại mình. Lớn tuổi rồi cho nên thôi bỏ hết. Bùa chú rồi bỏ hết. Giờ 76 tuổi rồi còn nữa đâu mình giữ nó. Tính là ông với bà đến với nhau thấy trong cái hoàn cảnh cũng éo le quá ha. Ông thì mù, bà thì bây giờ cũng tỷ lệ nhìn thấy thì cũng còn rất là ít. Thấy nãy đi vô thấy bà mò mò nấu ăn thấy nguy hiểm quá lỡ. Có khi nào cháy nhà không? Không, cháy nấu chồng bạch là phòng hay không? Bà múc nước bạch tứ. Múc nước tứ rồi chú ạ. Đâu chậu nước tứ rồi. Tứ ướt củi ướt biết là trơn. Dạ, tứ hết luôn. Nấu sâu là bà tứ hết. Bữa ăn ngoài bà nấu từ 9 giờ tới 11 giờ rưỡi là chưa xong, tới 3 tiếng rưỡi rồi mà vẫn chưa xong. Đi mới có 6 giờ chú ơi. Đi chợ 6 giờ. Đi lên đằng cái đi 6 giờ lên rồi cũng mấy con em nội em nào quen á. Dạ. Mọi người kêu hỏi lên tiếng mới biết cho nó đi ngang trước mặt cũng biết. Dạ. À, rồi nói em nào có vô chợ mua giùm cho cô một chút đi. Vậy là có đứa nó đi còn đứa nó mắc đi có công chuyện khác. Cứ ngồi chợ, biết cái rồi đem về tới đây 9 giờ mà nấu á. Trời ơi. À, về hồi 9 giờ nấu lâu giờ lộ có chọc cái trứng cuốn mà lộ xong rồi đi ra rửa son. Rồi về rửa ba cái kén à. Vậy mà thấu chừng đó chú lên mấy kho mới xong á. 6 giờ sáng bắt đầu đi chợ 3 tiếng đồng hồ tới 9 giờ về. 9 giờ về nấu ăn tới 11 rưỡi. Chứ không hồi nào dám nấu láo có sao không gì chứ. Mình ở nhà mình hương khói Phật mà. Dạ. Đất ngang hàng ngày đâu nói láo đâu chú. Không dám nói láo. Vậy là ông với bà đến với nhau ở cái tuổi này là đến với nhau là để rồi có người bầu bạn nói chuyện với nhau. Dạ. Chứ già rồi. Thì gặp nhau là cũng không có gì. Chẳng qua ước mơ là những cái tuổi già bằng đêm hôn con mình hả chú ạ? Ở đây gió mấy rồi gió mấy dầu đèn mấy kỳ mấy lần cô lên cô áp mấy lần cũng nhờ ổng á. Dạ. Dư lợi hơn nữa trước nữa có nhờ bà Năm. Bà Năm ở bên á. Dạ. Nhờ bà giúp kêu á bà lên mà khi mà nó trong mặt hôn không thấy ngỏ điện thoại làm đâu ta có thấy đầu điện. Dạ. Rồi có ổng bên này ổng cũng giúp đỡ giùm. Hoặc kia không có ổng thì có anh đây thì có bà Năm. Nó cũng kể lên chị xuống mới giúp giùm chút đỉnh á. Rồi sau này đi cũng từ thiện cho đi lãnh quà rủ nhau đi lãnh quà xuống gặp. Gặp xong rồi ổng cởi hoàn cảnh ổng gì cái rồi cô mới nói thôi giờ tôi cũng hoàn cảnh tôi cũng có ai ấy. Thương chiếc lắm mà nhà trên đó thì nhà cũng sập trước sập sau rồi nó dột nát á. Cái giường nằm cũng không nên. Mà ổng có thông cảm có kết làm bạn thì ổng lên mở cho tôi. Tôi thấy anh ở nhà với em cho anh ở nhà trọ thấy khổ quá thì tội ổng đi về một ngày có mấy chục ngàn à. Có tiền đâu đủ trả nhà trọ chú. Vậy chú mới đùm bọc con dẫn ông về đây vậy còn có mắm ăn mắm có muối ăn muối chia sẻ với nhau cho cũng vui vẻ mấy hai năm nay chứ mà không có cần cãi gì chú à. Dạ. Vậy là bà ngỏ ý với ông ha. Gặp nhau khi mà đi lãnh quà á rồi ông với bà là bà thấy hoàn cảnh ông vậy là bà ngỏ ý là thôi về ở với bà. Vậy á. Vậy thôi thì ngày hôm nay con cũng có cái duyên đến thăm ông với bà á. Thì trước mắt giúp cho ông bà một cái khoản tiền nho nhỏ để có chi phí rồi mình mua gạo rồi ha.
Nhân xin phép à. Nhân xin phép cô Hường ở Nha Trang cả nhà. Cô Hường có gửi cho mình 2 triệu. Thì Nhân xin phép nhân biếu lại cho ông với bà 2 triệu cả nhà. Cảm ơn cô Hường. Dạ. Dạ. Thôi thì con thay mặt cô Hường ở Nha Trang giúp cho với bà một ít tiền ha, 2 triệu. Thôi bà cầm giùm con nghe. Không cầm hả? Rồi cũng nặng lại cảm ơn cô Hường với mấy chú. Và tôi cũng cầu Phật trời phù hộ cho bằng cái ban mạnh thường quân được mạnh khỏe, để trời Phật hộ sức khỏe dồi dào. Làm việc này có công đức để giúp đỡ những kẻ làng lọc, để mà Phật trời phù hộ thêm cho nó được cao hơn tí nữa. Mấy chú đấy là cô Hường, tôi cũng cảm ơn nhiều lắm. Và trong gia đình con cháu được mạnh khỏe, nhưng tôi có nhận 2 triệu của cô Hường, tôi cũng cảm ơn nhiều lắm. Dạ, thì con cũng thay mặt cô Hường cảm ơn ông với bà. Thì bây giờ cũng khá là muộn rồi, hơn 12 giờ rồi, để cho ông với bà chuẩn bị bữa trưa. Chứ thật sự căn nhà của ông với bà thì cũng rất là nóng. Dạ. Nóng quá. Thôi chúc ông với bà sức khỏe nha. Con đi đó nha. Dạ, con xin phép. Dạ. Cả nhà, thì tới thăm ông với bà thì cả nhà cũng thấy rồi. Hai người lớn tuổi, cái tuổi xế chiều rồi, vô tình gặp nhau rồi đưa nhau về sống chung như thế này để nương tựa với nhau. Thì Nhân thấy đây cũng là một cái điều tốt đẹp đó nha. Nếu như ông với bà sống mà không cự cãi, còn không có cái gì xích mích thì cũng là một cái điều tốt. Thôi thì ngày hôm nay Nhân thay mặt cô Hường giúp cho ông với bà một ít tiền để có chi phí mua gạo. Nếu mà cả nhà xem video thì đừng quên là ủng hộ Nhân nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở cái video sau. Bye bye.